Chú đâu mới về vậy? Ở Campuchia mới về. Dạ, người nhà chú ở đâu? Ở dưới Diêm Dương. Con cho vậy cái bánh nè. Được. Cảm ơn. Dạ. Nè chú, con cho vài cái bánh nè. Rồi con gửi tiền cho chú 120.000 để mua gì dùng á chú. Hả? Con gửi tiền cho chú 120.000. Ai gì đâu ơi, gì đâu, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ có giấy số quán rồi. Dạ. Con gửi cho chú ha. Rồi nhà chú ở đâu rồi? Chú không đi nghỉ ngơi vậy? Không có nhà. Không có nhà hả? Không. Dạ. Rồi chú có nước uống không? Nước mưa trời trời ơi. Vì con đi lấy nước suối cho chú con trai ha. Trên đường mình đi á các bạn, thấy ông cụ nằm mà mình không biết sao. Bây giờ mình tấp lại mình hỏi, mình trên xe mình có gì thì mình cho cái đó. Nhưng mà rất tiếc trên xe mình cũng không có cái nệm, nên mình sẽ tấp lại mình sẽ hỏi thăm. Thấy tội nghiệp quá, các con của chú đang ở đâu thì mình cũng không biết nữa của chú anh chị. Trời ơi trời. Chị ơi lấy cái gối cho em luôn á. Lấy cái gối cho em. Bình cũng không có gì trên xe thì bình có gì bình cho cái đó không biết cái chú anh chị. Chú ơi. 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 Chú. Nhà chú ở đâu? Chú. Con gửi này cho chú nằm nè. Chú. Nhà chú ở đâu? Nhà chú ở đâu? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Con quá vậy. Con gửi cái gối cho chú nằm nè. Chú đi đâu mới về vậy? Chú đi đâu? Nằm đi. Chú đi đâu mới về vậy? Tao ở Campuchia mới về. Dạ, người nhà chú ở đâu? Ở dưới Diêm Dương. Ồ, rồi chú lấy cái gối nó nằm đây này, chú có đói bụng không? Con cho vậy cái bánh nè. Được. Cảm ơn. Dạ. Nè chú, con cho vậy cái bánh nè. Rồi con gửi tiền cho chú 120.000 để mua gì dùng á chú. Hả? Con gửi tiền cho chú 120.000. Ai gì đâu ơi, gì đâu, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ có giấy số quán rồi. Dạ. Con gửi cho chú ha. Rồi nhà chú ở đâu rồi? Chú không đi nghỉ ngơi gì? Không có nhà. Không có nhà hả? Không. Dạ. Rồi chú có nước uống không? Nước mưa trời trời ơi. Vì con đi lấy nước suối cho chú con trai ha. Lấy nước suối sau lưng á, ghế tài á, ghế phụ á, sau lưng á. Lấy nước suối á, đúng rồi. Lấy hai chai đi chứ. Nè. Một chai nước bí đao luôn nè. Oh my god, cảm ơn nha. Ôi bây giờ mình lấy nước cho chú ha. Mình cũng không biết chú ở đâu hết. Nè chú, con gửi chú hai chai nước suối. Dạ. Một chai nước suối. Hai chai nước suối. Dạ. Với một chai bí đao chú. Chú dùng để mát. Rồi chú nghỉ ngơi kiếm chỗ nào lấy cái bao này nè, lót lại rồi chú nằm. À tỉnh này. Dạ, lấy cái bao này lót lại rồi nằm hết chú. Tại con đi ngang con thấy chú, con thấy tội nghiệp quá. Tại con đi về, trên đường con về. Thôi vậy con bye bye chú ha. Ok. Rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Bye bye chú ha. Thì quý cô chú anh chị, thì mình đi chạy xe chắc này cũng là 11 giờ quý cô chú anh chị. Thì chú thì đang nằm ở vỉa hè vậy nè, nên là mình chạy xe mình thấy thì mình cũng tấp vô, thì trên xe mình có gì thì mình cho cái đó. Thì trên xe chỉ có hai cái bánh pía, với bên cạnh đó thì hai chai nước suối với chị đi chung á. Chị đi chung á thì nói chung là cũng cho một chai nước bí đao ha. Thì
Thì bên cạnh đó thì hai chị thống kê KCS đi chung với Bình đó thì cũng gom góp tiền lại với Bình nữa thì được 120 ngàn đã gửi cho chú ha. Thì bây giờ Bình xin kết thúc video rồi đi ha. Chúc quý cô chú anh chị thật vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Thì Bình cũng bận chạy xe ha.